Bất đồng xuất hiện sau khi các nhà đàm phán của chính phủ Syria đưa ra một tuyên bố gồm 5 nguyên tắc nhằm bảo vệ chủ quyền của Syria, lựa chọn một hệ thống chính trị mà không có sự áp đặt công thức từ nước ngoài, ngăn chặn tài trợ và vận chuyển vũ khí cho phe đối lập và lên án các nhóm khủng bố. Ngay lập tức, phái đoàn đại diện của phe đối lập đã bác bỏ tuyên bố nói trên của chính phủ Syria, cho rằng tuyên bố này không nằm trong khuôn khổ của hội nghị, đánh lạc hướng yêu cầu thành lập một cơ quan điều hành chuyển tiếp và thay đổi chủ đề bằng cách nói chuyện về chủ nghĩa khủng bố. Tuy nhiên, phe đối lập cho biết sẽ không từ bỏ cuộc hòa đàm và khẳng định sẽ ở lại hội nghị cho đến khi đạt được mục tiêu thành lập một cơ quan điều hành chuyển tiếp.